Tuổi Đinh Sửu, muốn biết về hôn nhân thì cần phải coi qua. Xin kính chào tất cả quý bà con cùng với tất cả các bạn một lần nữa lại đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Ngày hôm nay tôi cùng với tất cả mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu căn duyên tiền định tuổi Đinh Sửu, đại kỵ hiệp hôn, trai tuổi Đinh Sửu đại kỵ cưới gái tuổi Kỷ dưới đây, và ngược lại gái tuổi Kỷ dưới đây đại kỵ cưới chồng tuổi Đinh Sửu. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Nhâm Ngọ, chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, ở với nhau phạm biệt ly. Thứ hai, chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Bính Tuất, chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm tuyệt mạng. Thứ ba, chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Mậu Tý, chồng lớn hơn vợ 11 tuổi, ở đời với nhau phạm biệt ly. Thứ tư, chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Giáp Ngọ, chồng lớn hơn vợ 17 tuổi, ở đời với nhau phạm biệt ly. Thứ năm, chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Bính Tý, vợ lớn hơn chồng 1 tuổi, ở đời với nhau phạm biệt ly. Thứ sáu, chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Giáp Tuất, ở đời với nhau, vợ lớn hơn chồng 3 tuổi thì phạm tuyệt mạng. Thứ bảy, chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Canh Ngọ, vợ lớn hơn chồng 7 tuổi, ở đời với nhau phạm biệt ly. Trai tuổi này kỵ cưới những năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi. Con gái thì kỵ cưới ở các năm 19, 23, 31, 35, 37, 43 tuổi. Những năm tuổi kỵ trên đây là kỵ hiệp hôn, luận theo việc hôn nhân. Thì nếu cưới nhau rồi cũng không thành. Còn nếu có đôi có bạn rồi thì hay xảy ra việc xung khắc buồn rầu. Nếu chưa cưới thì khó thành, còn cưới rồi thì xung khắc và buồn rầu, hoặc là chịu cảnh xa vắng về lâu về dài. Tuổi này trai hay gái sinh nhầm tháng 1 và tháng 7, hay xảy ra việc xung buồn và bất đồng, đến ngày chót thì cũng khó nên đôi. Tuổi này trai hay gái có đôi có bạn, định người đó ở hướng dần mới là nhầm căn duyên. Có phần lưu ý thêm là trai tuổi Đinh Sửu sinh vào tháng 1, tháng 4, tháng 2, tháng 8, tháng 3, tháng 9 và tháng 12. Như sinh nhầm những tháng này thì dễ có số bị lưu thê hoặc đe đoan về việc vợ. Còn gái tuổi Đinh Sửu sinh vào tháng 1, tháng 4, tháng 2 và tháng 5 như sinh nhầm những tháng này thì có số lơ phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sinh về tháng 3, tháng 6 có số khắc con, khó sanh và khó nuôi. Tuổi Đinh Sửu hiệp hôn tốt và ở đặng. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Đinh Sửu, vợ chồng đồng 1 tuổi. Hai tuổi này ở đời với nhau đặng bậc trung bình, gặp số tứ đạt đạo. Vợ chồng làm ăn thông suốt, lo tính việc chi cũng có quý nhân giúp đỡ. Hào tài thịnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Ý tình lanh lẹ hay giao thiệp, tánh tình vợ chồng đặng hòa thuận, chung sống nên nhẫn nại để lập nên sự nghiệp. Kết luận hai vợ chồng tuổi Đinh Sửu ở đời với nhau đặng hưởng cảnh ấm no trung bình. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Mậu Dần, chồng lớn hơn vợ 1 tuổi. Hai tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số tam vinh hiển, vợ chồng đặng có danh giá, có quyền tước thêm thì tốt. Nhiều người hay yêu mến, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ là người có tánh sáng, kỹ lưỡng, ăn nói với đời cũng lanh lẹ. Bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hợp, chung ở với nhau cũng đặng ấm êm. Kết luận là chồng Đinh Sửu, vợ Mậu Dần, hai tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, không có gì đáng kỵ. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Kỷ Mẹo, chồng lớn hơn vợ 2 tuổi thì hai tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp phải số nhi vận tiện. Vợ chồng phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian rồi qua hạn làm ăn mới bắt đầu đậu tài và ấm no. Hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thì khiếm dụng. Còn tánh người vợ là tánh hay rầu lo, bản thân hay lo tính có bệnh nhỏ, tánh ý không đặng vui vẻ cho lắm. Tánh tình vợ chồng cũng ít đặng hòa hợp nên yêu thương lẫn nhau làm ăn mới đặng. Kết luận chồng Đinh Sửu, vợ Kỷ Mẹo, hai tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, phải khá nhẫn nại làm ăn mới nên ngày hậu. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Canh Thìn, chồng lớn hơn vợ 3 tuổi, hai tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp phải số nhất phú quý. Vợ chồng có phước thì hưởng giàu, còn thiểu phước thì cũng đặng khá.
lo tính trong ngoài đều thuận ý thịnh vượng, hào con thì đa số vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng. Tính tình người vợ có cái tính hay lo lại khó tánh, có duyên vui vẻ, bản thân thì hay có những bệnh nhỏ. Ý tình vợ chồng thì hòa hợp với nhau, làm ăn sẽ đặn trở nên. Kết luận chồng đinh sửu vợ canh thìn, hai tuổi này ở với nhau đặn tốt, không có gì đáng kỵ. Con chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi tân tỵ, chồng lớn hơn vợ 4 tuổi. Hai tuổi này ở đời với nhau đặn bậc trung bình, gặp số tứ đạt đạo. Vợ chồng lo tính việc chi cũng thông suốt, cầu lo thì có quý nhân giúp đỡ. Hào tài thành vượng, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi. Vật dụng trong nhà đều đủ. Tính tình người vợ thông minh vui vẻ, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hòa hợp chung sống với nhau, đồng đặn nên sự nghiệp. Kết luận cảnh vợ chồng tuổi này ở đời với nhau đặn bậc trung bình, về hào con thì thiểu phước, chồng đinh sửu vợ tân tỵ. Con chồng đinh sửu vợ quý mùi, hai tuổi này ở với nhau đặn trung bình, gặp số tứ đạt đạo, vợ chồng làm ăn có phần dễ dàng, có nhiều người hay thương mến, xa gần đều hợp ý. Hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ là tánh sáng nè, có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng thì cũng có phần hay xung khắc, ở đời với nhau làm ăn thì mới đặn lập nên. Kết luận cảnh vợ chồng tuổi này ở đời với nhau đặn bậc trung bình, khé nhẫn nại làm ăn mới đặn tốt. Con chồng đinh sửu vợ giáp thân, chồng lớn hơn vợ 7 tuổi, hai tuổi này ở với nhau đặn tốt, gặp số tam vinh hiển. Vợ chồng có danh giá hoặc có chức tước trong ngoài, sắp đặt đều thuận ý. Hào tài, trung bình, hào con, thiểu số, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh tình người vợ lanh lẹ, có chân hay đi hay có tiểu tật, tay làm có tài cũng có tay hao phế tài. Tánh tình vợ chồng lại có phần hòa hợp với nhau nên chung lo làm ăn mới đặn. Kết luận chồng đinh sửu vợ giáp thân, hai tuổi này ở đời với nhau đặn tốt, về hào tài thì hay luân chuyển. Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi ất dậu, chồng lớn hơn vợ 8 tuổi, hai tuổi này ở đời với nhau không đặn tốt vì gặp phải số nhi bần tiện, làm ăn không đặn phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài bị tiêu tốn, hào tài về sau cũng đủ dùng, hào con thì đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt khiếm dụng. Tánh người vợ hay rầu lo, không vui vẻ cho lắm, tánh lạc lòng, có chân hay đi, trong mình hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp. Kết luận chồng đinh sửu vợ ất dậu, cảnh vợ chồng ở với nhau không đặn tốt nên bền chí và chung lo cho nhau. Con chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi đinh hợi, chồng lớn hơn vợ 10 tuổi, hai tuổi này ở với nhau làm ăn trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay hòa thuận với đời, bản thân có tiểu bệnh nhỏ, tay làm có tay giữ tiền, ý tình vợ chồng hòa hợp chung ở với nhau làm ăn cũng đặn nên. Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi kỷ sửu, chồng lớn hơn vợ 12 tuổi, hai tuổi này ở đời với nhau cũng đặn bậc trung bình, hào tài thịnh vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ có tính sáng, có duyên vui vẻ hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hợp làm ăn đặn nên nhà. Con chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi canh thân, chồng lớn hơn vợ 13 tuổi, hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn đặn tốt, hào tài phát đạt, hào con đa số. Tánh tình người vợ tánh sáng vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng ít đặn hòa hợp, chung sống ở với nhau làm ăn đặn tốt. Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi tân mẹo, chồng lớn hơn vợ 14 tuổi, hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn đặn tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số. Tánh tình người vợ vui vẻ có duyên, ăn nói đôi lời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài khi ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hòa thuận nên kiên nhẫn ở với nhau, ngày hậu đặn bậc trung bình. Chồng tuổi đinh sửu vợ tuổi nhâm thân, hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn đặn tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh tình người vợ thích giao thiệp, lanh lẹ, tay có tài cũng có tay hào phế tài.
ở với nhau hòa hợp, việc làm ăn đồng lo thì cũng đặng lập nên. Trong tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Quý Tỵ, chồng lớn hơn vợ 16 tuổi. Hai tuổi này ở đời với nhau là mang đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con cũng trung bình. Tánh tình người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, là mang đặng ấm no. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Ất Mùi, chồng lớn hơn vợ 18 tuổi. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số. Tánh tình người vợ vui vẻ hay lo tính, bản thân lại có tiểu bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài. Tánh tình người vợ chồng ở với nhau cũng hay xung khắc, khé nhẫn nại, làm ăn mới đặng ngày hậu. Khi chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Ất Hợi, vợ lớn hơn chồng 2 tuổi, thì hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng bậc trung bình, gặp số tứ đạt đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, nhiều người hay thương mến, lo tính việc chi trong ngoài cũng sáng suốt. Hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự. Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài khi lớn tuổi. Miệng hay nói rầy rà, trong lòng hay lo tính. Tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hợp với nhau, chung ở với nhau làm an đặng lập nên sự nghiệp. Kết luận, chồng Đinh Sửu, vợ Ất Hợi, hai tuổi này ở với nhau đặng bậc trung bình, không có chi đáng kỵ. Đoán phụ thêm, chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Quý Dậu, vợ lớn hơn chồng tới 4 tuổi. Hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hòa hợp, lo tính làm ăn cũng đặng ngày hậu nên nhà. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Nhâm Thân, vợ lớn hơn chồng 5 tuổi. Hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ. Tánh tình người vợ có lời tiếng nóng nảy, có chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạc lòng. Tay có tài làm nhưng mà cũng có tay hao phá tài. Ở với nhau vợ chồng đặng hòa hợp nên kiên cố làm ăn tốt. Chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Tân Mùi, vợ lớn hơn chồng 6 tuổi. Hai tuổi này ở với nhau làm ăn cũng đặng bậc trung bình, hào tài thịnh vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ hay nói rầy rà, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi. Ý tình vợ chồng hay xung khắc, khé kiên nhẫn, làm ăn mới nên. Còn chồng tuổi Đinh Sửu, vợ tuổi Kỷ Tỵ, vợ lớn hơn chồng 8 tuổi. Hai tuổi này ở đời với nhau làm ăn đặng bậc trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh tình người vợ tánh hiền, thông minh, kỹ lưỡng, có chân hay đi, bản thân lại có tiểu tật. Tánh tình vợ chồng có phần hòa thuận với nhau, chung sống làm ăn mới đặng lập nên nhà. Vậy là tôi và quý bà con đã cùng nhau tìm hiểu căn duyên tiền định của tuổi Đinh Sửu. Cảm ơn quý bà con thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, để lại bình luận cũng như là đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con ở clip vào ngày mai. Thank you.